Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ngọc Khánh Chuyên Loa. À thưa các bạn, à, có rất nhiều các bạn thắc mắc với tôi rằng là tại sao mà tôi không mấy khi mà tôi tháo ruột gan của những cặp loa mà tôi review để cho các bạn cùng xem. Thì nhân đây thì tôi cũng à, thưa với các bạn rằng à, thông thường khi mà tôi review những cặp loa thì tôi chỉ review bên ngoài. Còn cái ruột gan bên trong thì đương nhiên là tôi, tôi tôi coi đó đó là một cái sự đương nhiên là tôi cam kết vẫn còn nguyên zin. Đặc biệt là những cái cặp loa mà chưa bao giờ tháo ra thì tôi lại càng không muốn tháo và tôi muốn dành cái sự yêu ái đó cho người chủ sở hữu tiếp theo. Tức là khi mà các bạn chốt hàng đấy thì tôi mới tháo ra để chụp ảnh gửi cho các bạn xem. tuy nhiên để đáp ứng phần lớn cái yêu cầu của các bạn thì hôm nay tôi sẽ ngoại lệ chúng ta sẽ cùng khám phá một cặp loa Bose 301 series 3 từ bên ngoài vào bên trong xem là nó như thế nào. Để trước mắt các bạn là một cái model rất là phổ thông của dòng loa Bose. Một cái model mà có thể nói rằng rất là phổ biến, rất là được mọi người ưa thích. Đó là model 301 series 3 huyền thoại. À, vẫn như thông lệ thì cặp loa này tôi cũng nhập thẳng từ Mỹ về Đây cái thùng nó tôi vứt ở dưới đất ấy. Đây chúng ta cùng xem nhé Đây là một cặp loa Có thể nói rằng Vẫn còn rất rất đẹp Chứ chúng ta xem cái căng này Căng loa chưa hề có vết sờn Vết xù gì cả Vẫn còn đẹp lắm Căng dưới này cũng vậy này đó góc cạnh đây các bạn nhìn này góc cạnh vẫn còn rất vuông vắn và cái khớp nối đây nó vẫn còn rất là khít đây, chứng tỏ là nó vẫn được giữ gìn rất là tốt đây là góc trên Đấy, tất cả các góc của cặp pha này vẫn còn nguyên chưa bị lún thông thường ấy thì nó rất hay bị lún những cái góc ở mặt sau bởi vì khi chúng tôi đóng trong một cái thùng như thế kia thì những cái mặt sau này này là chúng tôi cho ra phía ngoài nên trong quá trình vận chuyển nó rất hay bị lún những cái góc này Đấy, đây là bẩn nhé tôi tôi chưa kịp lau Đấy, cái vết thì những cái vết sơn, uh, sơn tường hay sao vậy? Đấy, chưa kịp lau đâu góc cạnh ở bên dưới cũng vậy vẫn rất là khít rất là vuông Nói chung về mặt ngoại hình của cặp loa này Thì theo tôi nghĩ rằng có lẽ là cũng khó có điểm gì để mà chê được <laughs> à, Bộ tem của nó thì vẫn như những cặp loa mà tôi nhập từ Mỹ về Các bạn thấy rằng tem của nó vẫn còn rất sáng Chưa hề có dấu hiệu bong chóc hay là ghẻ lở gì cả Vậy chúng ta xem đến tuyến loa Này các bạn thấy không nó đẹp như này cơ mà đấy loa từ mỹ về thì nó phải như vậy cái gần đây này, này nó vẫn còn ánh này nó vẫn còn ánh luôn đấy bát vẫn còn nguyên màu cái bát dưới cũng vậy chắc là cặp loa này thì những người khách hàng khó tính nhất cũng không thể nào chê được nó loa tép vẫn còn đẹp đương nhiên là bát tép chưa rời khỏi thùng với cặp loa này tôi đã kiểm tra ốc nhái rồi chưa có dấu vết của tháo Thế thì chỗ này có một điểm mà chúng ta cần lưu ý là có rất nhiều các bạn thắc mắc với tôi rằng có một số cái loa tép thì nó thè cái đường keo trắng ở đấy ra thè lè ra thế còn một số cái thì không để xin thưa rằng là <laughs> có những cái nó trờm keo ra ngoài có những cái không để chuyện bình thường đấy chứ không phải nhất thiết là cái cái nào trờm keo ra là cái đấy bị làm lại hay gì gì đó cả chỉ duy nhất có cái con ốc ở phía đuôi bắt đuôi loa tép này nó rất hay bị dỉ Đấy nhưng mà như cặp này thì nó chưa có dấu vết của gì Thế còn những con ốc này là nó cứ tự nó dỉ ra chứ không phải là ai tháo đâu đấy những cái con ốc này thì vẫn còn nguyên chưa có dấu vết của tháo đấy như vậy à về mặt bên ngoài thì có thể nói rằng đây là một cặp loa ở trong cái tình trạng xuất sắc đấy, theo quan điểm của tôi là như vậy xuất sắc Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá xem bên trong nó như thế nào nhé nào bắt đầu Thưa các bạn, đây là bên trong của cặp loa 301 series 3 Để tiết kiệm thời gian của chúng ta Tôi đã cắt bỏ bớt đoạn và tôi tháo ốc Nào, các bạn nghe nhé Đó, lần đầu tiên khi mà nhấc cái bát ra Thì bao giờ cũng có một tí tiếng tách rất nhẹ Đó, chúng ta nghe thấy chưa ạ? Không biết là cái mic của tôi nó có bắt được không? Nhưng mà có một cái tiếng cách rất nhẹ thôi. Ở trước chúng ta xem xét cái củ loa. Ở đây cái củ loa ấy, thì chúng ta thấy là có một số những cái đường vân. Đây để tôi cho nó lại gần để các bạn cùng xem. Đấy các bạn thấy chưa Cái củ loa này ấy, thì Với một củ loa xịn Thì các bạn nhìn thấy rằng nó có một cái đường viền này Bảy màu nhé Thế nhưng Ở bên dìa này Nó phải là màu xanh Hơi hơi xanh xanh Đó Thế còn cái hàng nhái cao cấp nhất Thì nó cũng viền bảy màu như này Thế nhưng mà cái viền bên ngoài cùng này nó lại là viền tím đó, cái củ bên này cũng như vậy Đây là cái kỹ thuật uh, Tôi thép non Của hãng uh, Bow mà không có một cái hãng nào Mà có thể làm được uh, Cặp loa này được sản xuất Ngày uh, 12 tháng 8 Năm 93 Chúng ta nhìn thấy cái số tem này 12 tháng 8 Năm 93 Chiếc bên này ngày 12 tháng 8 năm 93 này đấy đấy là cái cách thức chúng ta xem cái củ loa còn muốn kiểm tra là cái củ loa này đã bị tháo ra khỏi cái bát chưa thì lúc này các bạn sẽ nhìn vào đây đó chúng ta nhìn thấy là cái đầu dây quấn vẫn còn nguyên vẹn Thì chứng tỏ rằng là cái củ bát này chưa hề bị tháo Bên này cũng vậy này Đầu dây cuốn nó vẫn còn nguyên vẹn Cái chỗ này có một số các bạn thắc mắc Ở cái màu sơn Cái thì chấm đỏ, cái thì chấm xanh Nhưng mà thực ra cái đấy không, qua, không quan trọng Tiếp theo là chúng ta xem cho tôi cái cổ loa. Đấy, chúng ta thấy chưa? Cái cổ loa này. Không biết là các bạn nhìn có rõ không? Hình như nó có cái gì bẩn bẩn. Rồi. Sai rồi. Đó, chúng ta nhìn thấy cái vết keo chưa ạ? Cái vết keo nó phải liền lạc nguyên vẹn. Cái nhện chưa hề có dấu hiệu bị phồng, bị rộp Cái cổ loa bên này cũng thế. Chứng tỏ rằng hai cái bát này đúng là một đôi và đồng thời là nó chưa bao giờ tháo ra khỏi thùng cả rồi xong hai cái bát để chúng ta xem xét tiếp này ở bên trong ôi sao bẩn thế ở bên trong của mỗi một thùng loa bài là ba lẻ một series ba thường thường là nó có thêm một cái tem phụ Đấy, các bạn thấy không? cái tem này là cái tem đánh dấu ngày xuất xưởng của cái thùng cái xưa cái ngày ở trên cái tem này ấy, thì không nhất thiết là phải trùng với cái ngày ở trên cái củ loa cụ thể là cái ngày ở trên củ loa như cặp này thì nó trùng rồi đều là ngày 12 tháng 8 năm 93 nếu mà có một số cặp thì cái ngày ở trên cái tem nhỏ này nó khác với cái ngày ở trên củ loa thì cũng là chuyện bình thường chứ không nhất thiết gì là nó phải 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 giống ngoài ra thì ở bên trong nó sẽ còn một cái uh, tem nữa đó chúng ta nhìn thấy cái tem dài chưa? Đấy, đây là cái tem uh, <laughs> số hiệu sản xuất uh, từ chúng ta gọi là series number. Thế thì muốn biết một cái loa nó như thế nào thì cái củ tôi đã nói rồi. Thì bây giờ đến lượt cái thùng, thì chúng ta thấy rằng cái thùng của hãng Bow ấy thì nó được sản xuất bằng cái răm gỗ óc chó. Thế cho nên là bản thân cái răm ở trên thùng này, này cái này này. Đấy là chúng ta thấy rằng nó có màu sáng. Nó có màu sáng luôn. Còn những cái thùng dởm thì cái răm của nó nó sẽ thâm. Vì nó là gỗ MDF. Đấy trước hết là chúng ta kiểm tra cái thùng đã. Sau đó thì chúng ta mới kiểm tra đến tụ trở. Đây. Thì mỗi một cái loa bô 301 series 3 thì bên trong bao giờ cũng có ba cái bộ phận. Một là cái tụ. Cái tụ này có nhiệm vụ là lọc bớt những cái âm thanh tần số thấp bớt lại để cho mỗi âm thanh tần số cao đi qua thôi để nó đi vào loa tép lọc âm thanh xong rồi thì sẽ qua một con trở, một cái con cái cái này gọi là cái điện trở để để nó giảm bớt cường độ âm thanh đi để cho nó cái uh, phù hợp với cái loa tép. Sau đó mới được thông qua một cái bóng đèn, Đấy, cái bóng đèn này gọi là bóng bảo vệ thì mọi người vẫn cứ hay nhầm tưởng là nó bảo vệ cả cái loa, thế mà thực ra không phải, nó chỉ bảo vệ mỗi cái loa tép thôi. Còn cái loa bát là nó chạy thẳng Chứ nó có bảo vệ cái gì đâu Thì khi mà chúng ta nhìn thấy cái cái cái, cái điện trở này đấy, Nó chưa có cái dấu hiệu của xém Cháy xém hoặc là chạy già quá Và đồng thời cái bóng này nó chưa bị mờ đấy Thì chứng tỏ rằng là cái loa Đấy là vẫn còn chất lượng, vẫn còn nhiều Vẫn còn tốt, người ta dùng và giữ gìn Thế còn nếu như mà dùng mà phá chạy công suất quá lớn thì nó sẽ có cái dấu hiệu là cái trở đấy nó sẽ bị uh, có những cái vệt cháy xém xám, xám xám và cái bóng nó sẽ bị mờ đi. Tương tự như vậy, cái loa bên này cũng thế thôi. Đấy các bạn thấy không? Nếu như ở cái loa kia ấy thì cái uh, tem ở trên thùng nó là ngày 12 tháng 8. Thì ở cái loa này Thì cái tem ở trên thùng nó là ngày 11 tháng 8 nó Cái tem ở trên thùng này không nhất thiết Nó phải trùng với cả cái tem ở trên củ đúng không nhá Đấy chúng ta thấy chưa Lệch nhau một ngày luôn Đấy, Răm gỗ cũng là Vẫn là răm gỗ óc chó Màu sáng Đây, chúng ta cùng xem cái tụ này. Đây. Đây, tụ trở và bóng ở bên này. Nó cũng tương tự như bên kia. Tức là nó vẫn còn rất là đẹp. Cặp loa này có thể nói rằng là một cặp loa mà được chủ nhân rất giữ gìn. Đấy sử dụng rất là giữ đấy. nên là nó chạy cái tụ cái mấy cái 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 trở mấy cái bóng Chúng nó vẫn còn sáng đẹp. Nên sau khi kiểm tra hết bên trong các thứ như là là tôi nói rồi. Đấy thì lúc này các bạn mới xoay sang các bạn kiểm tra những cái uh, nút vặn ở đầu loa tép. Đấy, những cái uh, ốc ở đầu của cái loa tép ấy. chỗ này là tôi không 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 chĩa được nó xuống đó chúng ta thấy chưa Đấy, thì chúng ta thấy rằng là bản thân những cái đường vặn ở đầu loa tép nó vẫn phải là còn nguyên Đấy, thì lúc đó mới gọi là cái loa đúng là cái tép này nó chưa rời khỏi thùng chúng ta thấy chưa Đấy, chưa rời khỏi thùng tí nào luôn tóm lại thì uh, như chúng ta biết rằng đây là một cặp loa mà cũng chả mấy khi mà tôi uh, review với tháo ra cả ruột như này. Đây là một cặp loa có thể nói rằng ở trong tình trạng đẹp xuất sắc, đúng hàng nhập đường bay từ Mỹ về luôn. Mà hiện nay thì Ngọc Khánh đang bán cặp loa này với cái giá là 15 triệu. Thì anh em có nhu cầu thì xin mời liên hệ với số điện thoại trên màn hình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.